Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Lễ khởi công thi công đường song hành dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Hưng Yên. Huyện Ân Thi điểm sáng chi trả tiền giải phóng mặt bằng. UNESCO thông qua nghị quyết vinh danh danh nhân văn hóa Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Hiệu quả từ mô hình thôn thông minh ở xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Chiều nay, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc có chuyến thăm tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc là Ngài Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, KOCHAM. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chào mừng Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc và lãnh đạo một số doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, chưa bao giờ quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc lại tốt đẹp như hiện nay. Đây là cơ hội để thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa tỉnh Hưng Yên và các doanh nghiệp Hàn Quốc. Những năm gần đây, quan hệ thương mại giữa tỉnh Hưng Yên và các đối tác Hàn Quốc tăng lên nhanh chóng. Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng thứ hai về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hưng Yên. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy tin tưởng số doanh nghiệp Hàn Quốc đến Hưng Yên đầu tư trong thời gian tới sẽ gia tăng bởi tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nhất là đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài. Quan hệ giữa tỉnh Hưng Yên với các doanh nghiệp đều rất tốt, lại có sự hỗ trợ hiệu quả của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Hưng Yên cũng đang có một khu công nghiệp do chủ đầu tư Hàn Quốc đang triển khai, là điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng cũng đang là điểm đến hấp dẫn cho dòng chảy nguồn vốn tái cấu trúc từ nhiều quốc gia khác. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cũng giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi, đầu tư hấp dẫn của tỉnh Hưng Yên. Đồng chí cũng giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và đại diện một số doanh nghiệp. Trước đó, đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc đã đến thăm khu đô thị Ocean Park 2, khu công nghiệp sạch, khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp Yên Mỹ. Nội dung chi tiết của buổi làm việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Văn Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khởi công gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành, đường đô thị, địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài 112,8 km, bao gồm 7 dự án thành phần đi qua 3 tỉnh thành phố là Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Mặt cắt ngang 120m, bao gồm đường cao tốc 6 làn xe chạy cả trên cao và dưới thấp, tốc độ thiết kế 100 km/h. Đường song hành hai bên 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Cùng phần dự trữ đường sắt trên cao, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2027. Đường vành đai 4 đi qua địa phận tỉnh Hưng Yên có chiều dài hơn 19 km, điểm đầu từ cầu Mễ Sở huyện Văn Giang và điểm cuối tại xã Lạc Đạo huyện Văn Lâm. Tỉnh Hưng Yên được giao thực hiện hai dự án thành phần với tổng vốn đầu tư hơn 5,2 nghìn tỷ đồng, trong đó dự án thành phần 1.2 bồi thường hỗ trợ tái định cư đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư hơn 3,7 nghìn tỷ đồng. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên với mức đầu tư trên 1,5 nghìn tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp, đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất doanh nghiệp, đất tái định cư, đất di rời hệ thống đường điện. Diện tích đã chi trả tiền bồi thường, thu hồi bàn giao cho chủ đầu tư là hơn 193 trên 230 ha, đạt 85% diện tích phục vụ dự án. Đến nay, số vốn đã giải ngân dự án thành phần 1.2, giải phóng mặt bằng cho các địa phương gần 810 tỷ đồng, đạt 42%. Số vốn đã giải ngân dự án thành phần 2.2, xây dựng đường song hành là 136 tỷ đồng trên 200 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2023 đạt 68%. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Văn biểu dương những nỗ lực mà các sở ngành địa phương thực hiện trong thời gian qua. Để dự án bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện các khối lượng còn lại,
của công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc thực hiện chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân phải thực sự phù hợp với thực tế và đúng quy định pháp luật. Sở Giao thông Vận tải cần bám sát quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng tiến độ vốn đầu tư, bảo đảm chặt chẽ đúng pháp luật, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện có phương pháp khoa học và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chuẩn, cũng như phối hợp tốt với các bộ ngành trung ương trong suốt quá trình thực hiện dự án. Đối với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, cần huy động máy móc trang thiết bị hiện đại, lựa chọn đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm nhất để thực hiện dự án bảo đảm kỹ thuật mỹ thuật, bảo đảm tiến độ thi công hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng theo đúng tiến độ đề ra. Các toàn thể các bà con và sau khi mà đường vành đai 4 được khởi công xây dựng, tiếp nối tiếp đó là đường song hành của tỉnh, cả tỉnh Hưng Yên là chúng ta đều vui mừng phấn khởi, tạo sự động lực rất là lớn để cho việc phát triển kinh tế xã hội. Việc đầu tiên đó là việc thu hút đầu tư, thứ hai từ cái việc đó thì sẽ nối với nhau, kéo theo sự công ăn việc làm rồi của bà con nhân dân trong vùng. Và các cái vùng mà khi mà giao thông đi qua thì vùng nào cũng vậy thôi, đều kinh tế đều phát triển và bà con nhân dân thì có cuộc sống khá hơn. Để thực hiện thành công dự án theo cách đề ra, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu tiếp tục quyết liệt tập trung thực hiện các khối lượng còn lại công tác giải phóng bằng, nhất là việc thực hiện chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư phải thực sự phù hợp với thực tế và đúng theo quy định của pháp luật. Về quản lý chất lượng tiến độ công trình thì giao Sở Giao thông Vận tải cần bám sát quyết liệt trong điều hành quản lý chất lượng, xây dựng kế hoạch thực hiện có phương pháp khoa học và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chuẩn cũng như phối hợp với các bộ ngành trung ương trong suốt quá trình thực hiện dự án. Đối với đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế cần huy động máy móc trang thiết bị hiện đại, lựa chọn đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm nhất để thực hiện dự án để đảm bảo kỹ thuật mỹ thuật, đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng theo đúng tiến độ đề ra. Với tinh thần và ý đó, tôi xin tuyên bố khởi công gói thầu số 1 thi công công trình dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành đường đô thị địa phận qua tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ khởi công gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành đường đô thị địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Chương trình kỳ họp thứ 6, chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường thảo luận về dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tham gia thảo luận. Các đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết phải sửa đổi luật và tán thành với nội dung sửa đổi như quy định không tiến hành điều tra, thanh tra đối với hoạt động xét xử, giải quyết các vụ việc đang trong quá trình tố tụng, trừ trường hợp có căn cứ rõ ràng xác định thẩm phán, hội thẩm vi phạm pháp luật hình sự trong giải quyết vụ việc tại khoản 3 điều 11 dự thảo luật. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định tại điều 15 của dự thảo luật về điều chỉnh nhiệm vụ của tòa án trong việc thu thập chứng cứ và chứng minh trong vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định trường hợp nếu đương sự đã áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập tài liệu chứng cứ mà vẫn không thể thu thập được thì có thể đề nghị tòa án sẽ hỗ trợ tất cả các đương sự thu thập tài liệu chứng cứ bằng việc ban hành quyết định yêu cầu tổ chức cá nhân cung cấp tài liệu chứng cứ cho đương sự mà không chỉ giới hạn đương sự là người yếu thế và bổ sung quy định chế tài đối với các tổ chức cá nhân không cung cấp tài liệu chứng cứ khi có quyết định của tòa án. Đại biểu cũng bày tỏ sự tán thành cao với việc đổi mới tổ chức Tòa án Nhân dân phúc thẩm thay cho Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân sơ thẩm thay cho Tòa án Nhân dân cấp huyện được quy định từ điều 55 đến điều 61 tại dự thảo luật. Trong các buổi hành sự. Thưa quý vị và các bạn, Ân Thi là huyện còn nhiều quỹ đất để phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, thương mại. Để biến tiềm năng này trở thành hiện thực, công tác giải phóng mặt bằng có nghĩa vô cùng quan trọng. Với cách làm sáng tạo, đi từng ngõ, gặp từng nhà để tuyên truyền, vận động, nên tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Chỉ trong ít ngày, huyện Ân Thi đã cơ bản hoàn thành chi trả tiền đền bù hỗ trợ các hộ có đất nông nghiệp thu hồi để làm đường Tân Phúc Võng Phan, một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Hưng Yên. Tại buổi chi trả, nhân dân đều đồng thuận, nhất trí bàn giao đất để dự án sớm được triển khai thi công theo kế hoạch đề ra. Kết quả này đưa Ân Thi trở thành địa phương dẫn đầu so với các địa phương khác về giải phóng mặt bằng đường Tân Phúc Võng Phan đi qua. Mở đường giao thông để tạo điều kiện cho nhân dân chúng tôi đi lại, chúng tôi thấy rằng là rất là phấn khởi và cảm ơn nhà nước, cảm ơn tỉnh Hưng Yên đã chú trọng mở đường cho chúng tôi ở cái nơi xa xôi như thế mà đi lại được thuận lợi. Nhân dân đồng thuận rất cao và cũng mong muốn là cái chủ trương này ấy, các cấp, các ngành có liên quan quyết tâm làm sao làm càng sớm càng tốt để nâng cuộc sống của người dân xã Văn Nhuệ cũng như là thôn Anh Nhuệ chúng tôi. Để chạy việc trong giải phóng mặt bằng, huyện Ân Thi huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện phân công công việc cụ thể cho từng thành viên, từ lãnh đạo nhân viên các phòng ban trong huyện đến chính quyền địa phương có đất thu hồi. Cùng với đó, mỗi cán bộ đảng viên đều là một tuyên truyền viên tích cực về công tác giải phóng mặt bằng tại khu dân cư nơi mình sinh sống. Tổ chức triển khai quán triệt từ ban chấp hành và họp hội viên, cho nên là cái dự án đường Tân Phúc Võng Phan này nói riêng thôi, nhưng mà đến bây giờ đối xã Nguyễn Trãi chúng tôi thực hiện 6 cái dự án thu hồi đất và đều đồng thuận 100%. Ân Thi là huyện còn nhiều dư địa để phát triển vì có quỹ đất nông nghiệp tập trung thành những vùng rộng lớn. Cộng với công tác giải phóng mặt bằng tốt là cơ sở để địa phương sớm biến tiềm năng trở thành hiện thực. Vừa qua, Viettel Hưng Yên cùng Ủy ban Nhân dân xã Mễ Sở, huyện Văn Giang đã phối hợp tổ chức lễ ký kết hợp tác triển khai mô hình điểm chuyển đổi số, thanh toán số. Tại buổi lễ, hai bên đã thống nhất ký kết nhiều nội dung quan trọng để thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, như phát triển đơn vị thu chi hộ như thu hộ học phí, chi hộ lương, các khoản chi từ ngân sách, thu hộ tiền điện, thiết lập điểm cung cấp dịch vụ Viettel Money, tuyến phố thanh toán số, hợp tác số hóa các thủ tục dịch vụ công và hợp tác trong các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động bán hàng tại chợ, khu dân cư, nhà văn hóa. Xã Mễ Sở đang trong quá trình thực hiện mục tiêu vừa phát triển kinh tế, đồng thời thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo. Lễ ký kết hợp tác là bước đầu tiên trong việc phát triển đồng bộ hạ tầng thanh toán và thuê bao Viettel Money trên địa bàn xã, tạo nên hệ sinh thái thanh toán số toàn diện, từ đó góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, tạo nên hệ sinh thái chuyển đổi số và xây dựng đồng bộ xã hội số trên địa bàn xã Mễ Sở. Nhằm thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số, đem lại nhiều tiện ích thiết thực trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Thời gian qua, xã Phạm Ngũ Lão đã triển khai xây dựng thành công mô hình thôn thông minh ở thôn Tiên Quán. Từ hơn một năm nay, người dân thôn Tiên Quán đã quen với việc ứng dụng các tiện ích của Internet vào nhiều công việc trong cuộc sống. Rõ nhất là việc sử dụng điện thoại thông minh trong việc tra cứu thông tin hàng hóa mỗi khi mua sắm. Cơ bản các cửa hàng kinh doanh buôn bán đều nhận thanh toán không dùng tiền mặt. Người dân thôn Tiên Quán chúng tôi cũng đã sử dụng wifi cũng rất là lâu rồi. Mà bây giờ ở trên địa bàn thôn Tiên Quán là cũng đã có cái dịch vụ chuyển tiền nhanh, cũng đã quét QR và chuyển tiền qua tài khoản là không dùng tiền mặt, thì cũng rất là thuận tiện. Vấn đề truy cập mạng thì cũng rất là tiện lợi, và làm bắt thông tin ở thôn thì là cũng rất là ổn. Thôn Tiên Quán có hơn 750 hộ dân với trên 2.400 nhân khẩu. Trên địa bàn thôn đã có mạng wifi miễn phí phục vụ nhu cầu của người dân ở các điểm công cộng, nhà văn hóa thôn, cửa hàng tiện lợi. Ngoài ra, tại các hộ dân trong thôn đều có sử dụng mạng wifi đảm bảo nhu cầu tìm kiếm, nắm bắt thông tin, thực hiện các dịch vụ công thiết yếu của người dân. Gần đây, thôn Tiên Quán tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết, khâu chuẩn bị tổ chức được thực hiện nhanh chóng thuận lợi. Bên cạnh việc thông tin trên hệ thống loa truyền thanh thì thông qua các hội nhóm Zalo của thôn, người dân nắm bắt được chương trình nhanh, đồng thuận và nhận nhiệm vụ của mình để góp phần vào công việc chung của thôn. Trên các trục đường chính của thôn cũng được lắp đặt hệ thống camera an ninh để góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Đặc thù ở thôn tôi là thôn nông nghiệp, nên là khi mà cái mô hình thôn thông minh này triển khai và được sự hỗ trợ của tất cả các ban ngành đoàn thể của, rồi thì đến bà con, thì bà con ở trong thôn là sẽ nắm bắt được cái tình hình thực tế và các cái kỹ thuật nó kỹ càng hơn, sớm hơn, và thực hiện các mô hình ví dụ như trồng cây hay là chăn nuôi các thứ đó hiệu quả hơn đợt trước rất nhiều. Từ thôn Tiên Quán đã đạt được năm 2024 thì chúng tôi đã chọn thôn Phú Cốc của xã làm để xây dựng thôn thông minh, và
chúng tôi phấn đấu đến năm 2025 hết nhiệm kỳ thì xã, toàn xã, các thôn đều trở thành thôn thông minh. Mô hình thôn thông minh chỉ là một trong những tiêu chí để các thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, thực hiện tốt tiêu chí này chính là thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng xã hội số để địa phương phát triển nhanh và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp toàn thể lần thứ 42 của Đại hội đồng UNESCO diễn ra ngày hôm qua 21 tháng 11 tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đã thông qua nghị quyết phê chuẩn vinh danh 53 danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023-2024, trong đó có Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác của Việt Nam. Năm 2024 là năm kỷ niệm tròn 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Việc UNESCO vinh danh đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một sự ghi nhận to lớn đối với những công lao đóng góp công hiến của ông cho nền y học, văn học, văn hóa dân tộc Việt Nam cũng như thế giới. Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh năm 1724, mất năm 1791, nguyên quán ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, Phủ Thượng Hồng, nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và quê mẹ ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là đại danh y có đóng góp lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam, là tác giả của bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập chia thành 66 quyển, được coi là cuốn sách bách khoa toàn thư về đông y, đánh dấu bước tiến mới, mở đường cho sự phát triển của y học cổ truyền Việt Nam. Ông được nhân dân Việt Nam tôn vinh là đại danh y dân tộc, là thánh y và được ngành y tế tôn vinh là ông tổ ngành cùng với đại danh y Tuệ Tĩnh. Đến nay, UNESCO đã thông qua nghị quyết vinh danh và cùng kỷ niệm năm sinh, năm mất của 7 danh nhân Việt Nam tiêu biểu, gồm các danh nhân Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chu Văn An, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu và Lê Hữu Trác. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cơ chế mua sắm thuốc, dược liệu của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh từ năm 2024, Sở Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh xây dựng danh mục thuốc, đề nghị đưa vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2024 để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Sở Y tế đã triển khai đến các cơ sở y tế để xây dựng nhu cầu thuốc năm 2024 với số lượng thuốc dự trù sử dụng trong thời gian 12 tháng chia thành 4 quý. Theo đó, các cơ sở y tế căn cứ vào thực tế mua vào và sử dụng thuốc của năm trước liền kề, dự kiến nhu cầu sử dụng thuốc cho năm 2024 phù hợp với phân tuyến kỹ thuật và khả năng kinh phí đáp ứng của đơn vị để xây dựng kế hoạch thuốc năm 2024, ưu tiên kinh phí để dự kiến số lượng các thuốc cấp cứu, thuốc chống độc, thuốc chuyên khoa, thuốc thiết yếu để điều trị có hiệu quả, cân nhắc dự kiến số lượng hợp lý các thuốc hỗ trợ điều trị, thuốc có dạng bào chế đặc thù, lựa chọn sử dụng trên người bệnh phù hợp với bảo đảm tính hiệu quả kinh tế, tránh tình trạng khan hiếm thuốc và vật tư y tế. Ngày 21 tháng 11, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng các làng, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2023. Tham gia liên hoan có trên 300 diễn viên, nhà công quần chúng đến từ 10 làng, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu trong tỉnh. Các đơn vị biểu diễn 40 tiết mục văn nghệ đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi những thành quả đổi mới về kinh tế, văn hóa xã hội, phong trào xây dựng làng, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa. Liên hoan nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dịp để các địa phương gặp gỡ, giao lưu, qua đó phát hiện nhân rộng những hạt nhân có năng khiếu làm nòng cốt cho phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương. Ban tổ chức đã trao giải cho 40 tiết mục tham gia. Đối với giải toàn đoàn, ban tổ chức trao một giải nhất, 3 giải nhì và 6 giải ba. Trong đó, giải nhất được trao cho làng văn hóa Đại, xã Phụng Công, huyện Văn Giang. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.